Hello, xin chào các bạn. Trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ đồ thị hàm số bằng ứng dụng vẽ đồ thị miễn phí trên Windows 10. Và ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Thì ứng dụng ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là ứng dụng Calculator. Các bạn sẽ vào phần mềm bằng cách các bạn sẽ nhấn tổ phím Windows cộng với S trên bàn phím và gõ từ Calculator. Hiện ra ứng dụng Calculator các bạn sẽ click chuột chọn vào. Hoặc cách thứ hai các bạn sẽ vào biểu tượng Start trên màn hình máy tính và lướt xuống tìm ứng dụng Calculator. Giao diện Calculator hiện ra đó là giao diện máy tính căn bản. Các bạn sẽ chọn cho mình là dấu ba gạch ở phía trên bên trái màn hình và chọn cho mình là Graph để hiển thị giao diện vẽ đồ thị. Và đây là giao diện để vẽ đồ thị. Tại đây nó bao gồm các phần như là phần hiển thị đồ thị. Tiếp tới đây là cái ô để mà điền hàm số vào. Và phần dưới này đó là công cụ hỗ trợ cho mình điền hàm số. Và ví dụ mình sẽ thử tạo ra một cái đồ thị hàm số theo như yêu cầu của mình nhé. Ví dụ ở đây mình muốn hiển thị cái đồ thị hàm số là y sẽ bằng x mũ 2. Các bạn sẽ tích chọn y mũ y là biểu tượng của mũ. Mũ 2 cộng cho 6x. Ví dụ như vậy. Và nhấn Enter. Và khi chúng ta nhấn Enter thì lập tức đồ thị của hàm số x bình cộng 6x cũng được hiển thị như trên màn hình. Tại đây các bạn có thể xem thông tin mà cái ứng dụng phân tích bằng cách các bạn sẽ chọn vào cái ô chứa hàm số mà các bạn muốn xem thông tin phân tích và các bạn sẽ chọn vào biểu tượng tia chớp. Tại đây nó hiện ra hộp thoại Function Analy chứa các thông tin đã phân tích, ví dụ như cái phần domain là miền giá trị của x hoặc cái phần range là cái miền xác định của y. Tiếp theo là nghiệm của x là ví dụ như hàm số y bằng x bình cùng 6x thì nghiệm của x là x sẽ bằng trừ 6 hoặc x sẽ bằng 0. Tiếp theo xuống dưới này là nghiệm của y. Nghiệm của y là chỉ có một nghiệm thôi, đó là y bằng 0. Tiếp theo minimal có nghĩa là giá trị cực tiểu. Thì giá trị cực tiểu của hàm số y bằng x bình cộng 6x là x sẽ bằng trừ 3 và y sẽ bằng trừ 9. Tiếp theo các bạn có thể điền thêm các hàm số để chèn lên trên đồ thị này. Ví dụ ở đây mình sẽ gõ hàm số bậc nhất đi. Y sẽ bằng x cộng cho 6 và nhấn Enter. Thì lập tức cái đồ thị của hàm số y bằng x cộng 6 đã được hiển thị như trên màn hình. Hoặc các bạn có thể gõ hàm số khác, ví dụ như là x mũ 3 cộng cho 6x lớn hơn hoặc bằng. Các bạn sẽ chọn vào cái biểu tượng này và chọn vào dấu lớn hơn hoặc bằng. Lớn hơn hoặc bằng 6 đi và nhấn Enter. Thì lập tức cái đồ thị miền giá trị của hàm số x mũ 3 cộng 6x lớn hơn hoặc bằng 6 nó được hiển thị như trên màn hình. Để di chuyển đồ thị các bạn cũng giữ con trỏ chuột và kéo theo hướng mà các bạn muốn xem. Ngoài ra các bạn có thể thay đổi màu sắc cho đồ thị bằng cách các bạn cũng chọn cái ô chứa hàm số mà các bạn muốn thay đổi và chọn cái biểu tượng ô màu. Hiện ra các màu các bạn sẽ chọn cái màu theo ý của các bạn nhé. Ví dụ ở đây mình muốn hàm số này có màu cam thì lập tức nó hiển thị màu cam cho chúng ta. Ở đây màu cam với màu đỏ nó hơi giống nhau thì mình sẽ chọn cái màu riêng biệt xíu để cho chúng ta dễ nhận diện được đây là cái đồ thị của hàm này, đây là đồ thị của hàm kia. Ngoài ra ứng dụng này còn hỗ trợ cho chúng ta cả việc chia sẻ đồ thị này cho mọi người. Các bạn sẽ chọn vào biểu tượng share và chọn cái mục để các bạn muốn chia sẻ tới. Ví dụ các bạn muốn chia sẻ qua email thì các bạn sẽ chọn vào email và nhập email của người các bạn muốn gửi vào và nhấn send để gửi. Tiếp theo các bạn
cũng có thể copy cái đồ thị này qua Word hay PowerPoint gì cũng được. Bằng cách các bạn sẽ chọn vào cái đồ thị, nhấn chuột phải và chọn copy. Sau đó các bạn sẽ sang Word hoặc là cái tệp mà các bạn muốn hiển thị và nhấn Ctrl V. Vậy là đồ thị của các bạn đã được copy sang Word một cách dễ dàng phải không nào? Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn ứng dụng để vẽ đồ thị rất là đơn giản và dễ dàng phải không nào? Chúc các bạn thực hiện thành công và xin chào các bạn!